Xin chào cả nhà. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đây mọi người. Bây giờ là tiếp tục những cái ca tiếp theo đây, bởi vì là trưa quá rồi nhưng tranh thủ rồi. Găng tay đây mọi người, em thấy này, bắt đầu rách rồi. Găng tay rách rồi. Găng tay rách khá nhiều, rách tung tóe rồi nhá. Sáng nay thì có đi sớm các bác, có mang theo đồ ăn nhưng mà không nuốt nổi luôn. Mì tôm, nói chung là mì tôm không thể ăn nổi. Thời điểm này nó gắt quá các bạn, nắng gắt quá. Mua đi 6 một lốc sữa Fami thì cho hai đứa cháu ở bên nhà bên này 4 hộp. Còn hai hộp thì cũng chưa thể uống được, chỉ có uống nước đá thôi các bạn. Thì bây giờ mình đang gặp cái ông bảo vệ này, là đang quay cho các bác đi tìm ống đất, nhưng mà gặp ông bảo vệ. Đây nãy phải đi nhờ qua cái ngôi nhà này các bác này, gánh đồng này. Trẻ con ở đây thì nói chung các bác là nhìn các cháu nó khỏe mạnh lắm, nói là như mình, ngoài mình thì thành sót, nhưng mà các cháu phơi nắng chăn trâu ở mầm luôn. Nó như cái tuổi thơ mình hồi xưa, nó không khác gì một chút nào mọi người, rất là khỏe nha mọi người nhá. Ông bà với bố mẹ thì không cần phải chăm lo gì cả. Hồi nãy còn thấy là đi tìm ẩm ẩm suốt ở những cái bụi tre thì biết rồi. Nói chung là ở mỗi nơi, ở mỗi cái điều kiện nó khác nhau hoàn toàn. Chúng ta lên thăm cái ổ ong này nhé. Đây các bác thấy thì cái lõng này nó không phải là cái lõng bình thường, nó là cái hố bom. Đấy, mình thấy nó đi về xuống đây này. Cái hố bom này thì chắc là được bộc phá thì phải, cái lỗ đào xuống này. Giữa cái dưới hố bom này. Quả này chắc là được kích lên lại. Nó không nổ nên là người ta kích lên để nổ tiếp các bạn. Đây còn giữ hố bom này. Này chỉ cần đi xa khoảng mấy mét là được các bạn, trên chục mét là ông nó không theo nữa, cháu nhận chú hết rồi. Mình không bật quạt nên là để cho các bác có thể cảm nhận được cái tiếng kêu của ông, nhưng mà rất là nóng. Đấy.
ong này thì mình theo từng con một các bạn, theo đúng theo từng con một luôn, theo đến tổ luôn đấy, chỉ cần một con thôi. Nó bay rất rất là nhiều ngay đằng sau mình, một cân cũng được, nói chung là đi xa như này thì chúng ta phải bòn đấy các bạn. Ong này nó chỉ tấn công mạnh cái gần tổ nó thôi, còn xa tổ nó không mạnh đâu các bác. Yên tâm. Xa tổ là nó chạy người ngay. Lại là cái hố bom đó. Đây có quả bom nữa, phá lên. Dạo này gặp đúng hai cái hố cái này luôn. Đây, quả ong của chúng ta đây. Hôm nay chúng ta lại cùng đi đánh lại những cái tổ ong sót lại của họ này. Ở bên này họ bóc rất là nhiều rồi. Tuy nhiên thì ở đây vẫn có này các bạn. Thậm chí là mình đã có ý định là bỏ qua rồi, nhưng mà không ngờ là vẫn còn ở đây. Trong lùm.
Mình vừa trèo lên đỉnh vật đấy, nhưng không được các bạn, phải cưa thôi. Quá nhìn đó. Quá trời luôn bác. Cứu ra. Bận được gì? Bận đen được gì luôn. Chỗ kia có mấy con bò nhưng mà cái ông mà chuẩn bị đánh là ông bò vẽ, không sợ các bạn. Ui, đây. Có chưa cơ mọi người. Các bác nhìn thấy không? Đẹp long lanh. Thank you.
đã xong 1, 2, 3, quá đẹp rồi các bác, cực kỳ long lanh. 5 cân chắc chắn, có 5 cân.